Đây là ba sào chè được trồng theo quy chuẩn Việt Gáp của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc. Ngoài chăm sóc bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình và thu hoạch theo hướng dẫn, thì với quy trình này đã mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông Sơn. Thấy năng suất thì nói chung ra là cũng cao. Còn vấn đề mà làm theo hái thì cũng hái theo bên tiêu chuẩn Việt Gáp, thí dụ là tưới tắm, bỏ phân theo quy hoạch của bên Việt Gáp. Tuy nhiên không phải gia đình nào ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc cũng thực hiện trồng chè theo quy trình Việt Gáp như gia đình ông Sơn. 5 năm trước khi thực hiện chương trình, với sự hỗ trợ của dự án quy xếp, số hộ tại xã Lộc Thanh là trên 100 hộ với diện tích khoảng 30 ha. Nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 40 hộ dân tham gia chương trình này. Theo lý giải của các nông hộ thì sản xuất theo quy trình Việt Gáp vừa tốn nhiều công nhưng giá bán cũng bằng hoặc cao hơn trồng chè bình thường từ 500 đến 1.000 đồng một ký. Ở phía ngoài ấy là so với giá mà người ta mua với mình ấy là chênh lên 200 đồng một ký, nhưng mà phải tới cuối năm là người ta mới thanh quyết toán cái phần 200 đồng đấy, người ta thanh quyết toán cho mình. Nhưng mà hiện tại đây dân người ta yêu cầu nếu mà làm theo đúng theo Việt Gáp như vậy ấy, giá chênh ít nhất là phải khoảng từ 1.500 đồng cho tới 2.000 đồng. Nếu mà cái mức giá như vậy thì người dân mới sản xuất mới ổn định được. Hiện tại thì vẫn còn duy trì nhưng mà người ta bán cho thương lái ngoài chứ người ta không có trở lên nhà máy người ta bán nữa. Ngoài lý do nêu trên thì hiện nay do thị trường tiêu thụ khó khăn, một số doanh nghiệp cũng ép giá nên ảnh hưởng đến tâm lý của bà con nông dân. Là vùng đất có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây chè. Chính thức thì cây chè được đưa vào canh tác tại vùng đất Bảo Lộc từ những năm 1930. Đến nay cây trồng này đã trở thành một trong ba loại cây công nghiệp chủ lực của địa phương. Trong số trên 7.700 ha chè của thành phố Bảo Lộc hiện nay thì chè cao sản gồm các giống TB14, LD97, LDB1 và các giống chè canh chất lượng cao như Kim Tuyên, Tứ Quý, Thúy Ngọc, Ô Long chiếm khoảng 30%. Hiện nay là qua giá cả thị trường là hai năm nay là cũng hơi bị bấp bênh, nên người dân cũng không mặn mà gì cho lắm với lại cái chè Việt Gáp. Chúng tôi là cũng tuyên truyền cho bà con là cố gắng giữ lại cái mô hình này, thì cái này là một cái mà mô hình mà chúng ta đã gây dựng biết bao nhiêu năm, để cái đó là cũng một cái thương hiệu chè cho Bảo Lộc, thì cũng mong làm sao là các cấp chính quyền là cũng là hỗ trợ về giá cả hơn nữa cho bà con, và một số các doanh nghiệp làm việc với các doanh nghiệp trên địa phương, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc là hỗ trợ về giá cả để cho bà con yên tâm sản xuất. Việc sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp nhằm mục đích nâng cao giá trị của mặt hàng này, nhưng việc người dân không mặn mà tham gia thì là một thực trạng đáng lo ngại, bởi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thương hiệu chè của thành phố Bảo Lộc. Bên cạnh đó, để các dự án hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp phát huy hiệu quả lâu dài, ngành chức năng và chính quyền các địa phương của tỉnh cần tìm hiểu và xây dựng định hướng cụ thể hơn. Tài xế taxi Mai Linh, Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1975, điều khiển xe biển số 51F25887, cho biết trong quá trình lưu thông từ Brent về Đà Lạt, đến khu vực lưu lượng phương tiện đông nên anh Khánh chạy từ từ và dừng lại cho các phương tiện ngược chiều đi qua. Đến lúc này, có 4 thanh niên nam nữ điều khiển 2 xe máy đi sau. Do không quan sát đã đâm vào đuôi xe taxi. Vừa mở cửa xe xuống, anh Khánh đã bị nhóm thanh niên này lao vào đánh và dùng tua vít dài đâm nhiều nhát.